Lòng heo này tuy ngon, nhiều chất dinh dưỡng, nhưng mà những người mà bị tim mạch hay là bị tiểu đường, huyết áp cao, bị gút hoặc là bệnh thận nhé mọi người, thì nên hạn chế ăn thôi nha. Tuy là không tốt đối với những người bị mắc bệnh nền đó mọi người, nhưng mà nó có tác dụng tốt đối với những người bị sao chấn thương nè, hoặc là sao phẫu thuật nè. Tại vì trong lòng ngon á, có lượng calo với rồi lượng dinh dưỡng rất là cao nha mọi người. Đặc biệt là món lòng hầm nhừ với nghệ á, ăn sẽ mau, rất là mau bình phục. Thay vì mình không thích ăn nghệ cho nên là mình ăn món lòng chiên này. Lòng chiên này em.